đâu coi cái lý do làm sao con té, con nói cho cô chú nghe coi. Đây nè cô chú nè, con nói lý do làm sao con té. Lý do làm sao con té, con nói cô chú nghe coi. Con té ở đâu bây giờ, con nói cho cô chú nghe coi con té ở đâu. Quá té rồi cô chú ơi. Cái té này gọi là quá té rồi chứ không phải té dừa rồi. Trời ơi, bây giờ về tới nhà cái quên chìa khóa rồi, đợi cho ba về đi, ba mặc cho con đi. Trời ơi. Rồi ra đi nha. Đây là con cái tay này coi. Được cái tay này. Kỳ thật không? Nè 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 nè, coi đi coi cái chân coi. Lucky ơi, Lucky coi đi Lucky ơi. Để cho mẹ coi chứ. Kỳ ghê con này, nó kỳ ghê á. Ủa mẹ phải coi rồi mẹ mới biết được rồi. Được rồi, nó như thế nào chứ? I don't want to. You have to. No. Con phải làm chứ không phải là con không. Yeah, we gotta clean it off. Yeah. It's gonna sting and then we gotta put a band-aid on it. Nếu như mà... Ủa, hồi bữa mình mua cái băng keo cá nhân để làm gì? Băng keo cá nhân là để dán vô vết thương mà. Chứ đâu phải băng keo cá nhân để làm đẹp rồi. Bây giờ phải rửa nè. Đó, để cho nó sạch nè. Đây nè, mày nói cho nghe nè. Mày nói nghe nè. Nếu mà con không có rửa đó là biết cái chuyện gì xảy ra không? Con virus đó, nó ăn vô là mình phải cắt cái bàn tay của mình luôn. Thấy chưa? Mà cái lỗi này là lỗi của ai? Con kể coi lý do tại sao con té. Nói mẹ nghe, lý do tại sao té. Lý do tại sao con té, nói mẹ nghe coi. Hả? Ủa con muốn đi ngủ hả? Mình phải rửa xong mình mới đi ngủ được. Để mẹ coi coi. Con phải dũng cảm lên. Mẹ biết con là một người rất là dũng cảm. Mình phải đối mặt đối đầu với tất cả mọi thứ. Hay là ăn đập, bây giờ muốn ăn đập không? Bây giờ muốn mẹ đánh không? Không muốn mẹ đánh thì mở ra cho mẹ coi. Cái tay này có bị gì không? Cái này có bị gì không? Cái này không có bị gì phải không? Còn cái này bị gì không? Để coi coi, coi cái này coi. Đây nè, đây nè. Coi nè. Thấy chưa, thấy cái đó chưa? Rồi coi cái này coi, để cho coi cái này coi. Con này nó kỳ ghê ta. Ủa mày phải coi thì mày phải rửa nó chứ. Bây giờ muốn mày đánh không? Mày lấy cái tay mày đánh nó nè. Đó thấy chưa? Rất là thấy chưa? Thôi thôi thôi. Phải rửa còn cái chân này sao? Trời ơi cái chân này nè, thấy không? Cái chân này ít hơn, cái chân này ít hơn. Rồi ok, không sao hết. Ok. Có gì đâu mà ba cái đồ. Ba cái này có con kiến á mà. Cái này kiến. Nè, ba cái này có gì đâu. Thì con lắc kỳ kìa, lắc kỳ làm gì hết kỳ. Lắc kỳ thấy chay không? Lắc kỳ. Chay bị té có chút xíu mà cũng khóc nữa. Rồi hết đau rồi đó. Hết đau không? Chưa hết đau hả? Nhà Ngọc tự nhiên bị cúp điện có được đời không? Đi vô đây rửa tay nha. Bây giờ á hả? Should we use this? Oh no, that would put her on fire. What should we do? Wash it with soap and water and then put a band-aid on it. Okay. And maybe some Neosporin. No, I don't want Neosporin. Cái điều thứ nhất là mình phải thay đồ. I want Neosporin. You don't want Neosporin? No. Do you want, finally, we bought some Catboy. She doesn't want it. We bought some Catboy band-aids. We gotta put, oh, you wanna go to sleep? Okay. Okay, we're gonna go to sleep. Okay. No TV. Oh, no TV. No power. JD, look, no power. Mom, get it. Mom, guys, put me cover it. Cover my face. Từ cái con để nó làm hả? Rồi rồi, để bỏ quần xuống. Okay, don't you want to see it? You scare when you see it? Rồi, để mẹ lấy khăn vô mẹ chùi nha. No. Rồi, bây giờ, ok. No. Rồi, ok, mẹ lấy màn đắp con lại. Ok, ok. Good night. Wait. No, I don't want you to get night. Rồi, ok, lấy màn đắp con lại nha. Mẹ nằm với con nha. Ok. Ok, you
bị phải, đâu có gì đâu. Trời, nó làm ý chứ. Tao nói thiệt, té hoài luôn ha. Nhớ là bữa bên Florida té lần. Bên Florida té lần rồi giờ té nữa. Có được đời không đời. Hồi nào giờ ở đây có bao giờ cúp điện đâu. Tự nhiên giờ bữa nay cúp điện. Ủa làm gì rung dữ à? Đừng có cố tình. Đừng có cố tình. Mà con nhớ không? Con nhớ hồi bữa bên Florida cái Uncle June á. Uncle June làm con té không? Hồi bữa con có đau không? Hồi bữa đau đó chứ bữa đau này bữa đau nào đau hơn? Mom, Uncle June chase me. Uncle June đuổi dí con đó, phải không? Yeah, nhưng mà bây giờ bữa nay là con tự làm con té đúng không? Cái nào đau hơn? No. Cái nào đau hơn? Hồi bữa Uncle June đau hơn hả? Cái này đau hơn? Đúng. Cái này đau hơn hả? Cái nào đau hơn? Uncle June. Uncle June, cái bữa Uncle June là đau hơn hả? Vậy bữa này đâu có đau bằng, đâu làm khóc. Thấy chưa, giờ nín nè. Bây giờ mày nói cho con nè. Con nhớ hồi bữa mẹ nói cho con gì không? Nhớ hồi bữa mẹ nói gì không? Hồi bữa mẹ nói đó là hả, nếu mà con không khóc và con không nhớ tới nó nữa thì nó sẽ không có đau nữa. Con chỉ quên nó đi là nó hết đau thôi. Đúng không? Đó, đúng rồi. Giờ bây giờ mình nằm, mình cố gắng mình quên đi. Giống như là cái chuyện đó đã qua rồi. She just chase. Hả? Now she just get over and then I try to chase her. And... sao? And it gets chased everywhere. Con dí cái bạn kia ngoài công viên hả? Rồi cái bà con dí bạn rồi con té hả? She didn't seem like a fun person to play with because you were just chasing her the whole time. It was kind of like the other girls that didn't want to play with you. Except she stopped to talk to you a little bit. Nếu mà người ta không muốn chơi mình thì mình dí người ta như vậy. Thế bởi thì con thấy không? Níu kéo đâu có hạnh phúc đâu. Chaser. Nhưng mà người ta đâu có muốn chơi với mình đâu, thì mình dí người ta làm chi? But she didn't chase you. Thấy chưa? Mom, she's... Mình chỉ chơi với những người nào mà người ta thích mình. Những người nào mà người ta thích mình, những người nào mà người ta muốn chơi với mình mới chơi. Can you hold the phone for me? Trời ơi, trời ơi, nó lấy điện thoại cho nó coi nữa, trời ơi. Bây giờ nó cười, nó có được rồi. Can you hold the phone for me? Ok, nằm đó đi, ok. Daddy, keep recording, hả? Huh? Okay. Rồi, mày cầm điện thoại cho con coi, phải không? JD, I can't wait to clean those scrapes and then put band-aids on them. No, Daddy. I really want to. No, and Daddy. Maybe even some Neosporin. No, Daddy. Why won't you let me? Daddy, I want you. I want to watch. Rồi, bây giờ có cái gì đây? Mẹ. Gì? Giờ có gì? Giờ có gì? Mẹ. Cái gì? Mẹ, mày cầm cái này phải không? Mẹ. Rồi bấm vô phải không? Rồi về phải không? Là mày ngồi bên này, mày nằm, mày cầm gì cho con coi hả? I can't hear it. Trời ơi, không thể nghe được đó hả? Đó. Đó. Mà bây giờ mày cầm gì hoài luôn hả? Rồi mẹ không có làm ăn được gì. I can't hear it. Mẹ không có làm ăn gì được luôn á. I can't hear it. Đó, thôi cái này, ba cái này TikTok đó mà coi cái gì, coi cái khác. Yeah. Coi TikTok. Yeah. Nó coi TikTok này cô chú, nó thích, nó thích coi TikTok lắm. Rồi mà mẹ cầm vậy rồi sao mẹ đi làm ăn gì được? Mẹ còn phải đi nấu ăn, mẹ còn phải đi công việc nữa, sao mẹ cầm? Con tự cầm đi. My fingers holding. Trời, nó cái ngón tay nó. Try to hold the phone yourself, JD, see what happens. Yeah. Con thử coi. No. Sao? Buồn ngủ, mẹ buồn ngủ quá. Whoa, vậy? That's too much for mommy. Yeah, cái này là too much rồi nè. Cái này là mẹ đâu có ngồi mà mẹ cầm vậy được. Mẹ còn phải đi làm nhiều công việc nữa mà. Mẹ còn phải đi nấu ăn cho ba. Mẹ còn phải đi ship hàng. Mẹ còn phải nghe điện thoại cô chú nữa chứ vậy sao làm? Con tự cầm nha. Thử đi. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Yeah. Rồi, oh, good girl. No, mom. Con này nè. Nó té mà nó làm y như là tôi nói thiệt. Y như là hả, bão tố đồ sắp tới vậy đó. Thôi đừng có ấy quá, đừng nhõng nhẽo quá đi thôi á. Không được nhõng nhẽo. Con té thôi mà nó làm nó quấn. Vô nó quấn cái mệt luôn lắm. Ngăn thì cứ làm ghê gớm quá đi. Người gớm quá thì thôi á. Thôi đi, đừng nhõng nhẽo nữa. Cái gì? Con có nóng không? Không. Rồi, nó về rồi, nó bắt. Nó nói mẹ muốn vô nằm giường.
nó vô nằm giường, giường có tivi, phải chơi cái tivi và có điện mở lên cho nó giùm tôi cái, giờ nó bắt tôi để đó tôi coi là sao trời, đâu có được vậy, cái này là không được nè, cái này là hư đó, cái nhà như vậy gọi là rồi. Ok ok muốn thôi nhưng mà cái nhà như vậy là hư, hiểu chưa, chiều cái gì chứ mẹ không có chiều cái này được, hiểu chưa. Con là con mẹ đồng ý, con là đứa con đầu tiên và con là người được yêu thương nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà không có chiều cái này được. Tự động bản thân cầm cái điện thoại coi. Nếu không thì mẹ đi ra. Giờ con muốn làm sao? Muốn làm sao? Gì? Bây giờ tớ muốn sửa hả? Trời ơi. Bây giờ... Oh my god, ủa? She's so rồi, princess. Bây giờ mày đi lấy sữa nè, ai cầm điện thoại? You gotta hold it if she does get your sữa. Mày đi lấy sữa, ai cầm điện thoại? Ba cầm. She say you. Ba, yeah, I heard ba. Ba cầm đi, mày đi lấy sữa. Rồi ba cầm đi, mày đi lấy sữa. Daddy, hold it so I can go get the milk. Rồi, lẹ lên đi. Oh my gosh. Rồi đó. Ba... Rồi, sữa cá chấm nó đây, rồi mày đi lấy sữa nha. Lấy sữa bỏ cho mình nha. Rồi, lấy sữa bỏ cho mình. Khổ. Is that Lucky? I'm ready, I need the phone. Hey, Lucky. I want him. Is that Lucky? Sữa. Rồi, có sữa nha. Oh, có điện rồi. We have power again, yeah, huh? Yeah, có điện rồi. Okay. Rồi, sữa. Okay. Đó, coi đây đó. Công chúa bong bóng đó, cô chú thấy chưa? Thấy chưa? Vậy hả? Cô chú này là cô chú chê chứ cô chú mới khen. Cô chú chê là hả lớn già cái đầu rồi. Té có chút xíu mà bày đặt làm quá. Từ đút sữa cho tới cầm điện thoại cho coi cái này mà tao nói. Cái này bởi vậy mà thật sự luôn cô chú. Thật sự mà ai mà người con một á mà không hư á. JD's getting better. Số 1 luôn á, chứ còn con một là khó. Khó dữ lắm, được cưng được chiều rồi đó. It's not getting better. No, I said JD is getting better. She cô chú thông cảm, cô chú thông cảm. Đứa con đầu tiên, con một. Không, bây giờ là tới đặt nè. You know what, JD? No, honey, no phone when you're sick. Bây giờ là mở cái tivi coi nghe chưa? Ok, mẹ không có cầm cái điện thoại nữa đâu nghe chưa? Hồi nãy giờ là mẹ giỡn với con thôi nghe chưa? Bây giờ mẹ mở tivi là nằm coi rồi nghỉ dưỡng sức nghe chưa? Hả? Trời ơi, giờ ngứa nữa hả? Ngứa chỗ nào? Chỗ nào? Ngứa vậy đó hả? No, nó là hài hước đó chứ còn mà không ấy là đập nó đập còn đập nó thêm trận nữa đó chứ ở đó mà nó đau. Đừng có giỡn mặt với mẹ nha. Mẹ là mẹ thương, là mẹ thương vô cùng, mẹ thương hy sinh luôn á mà còn mẹ đập một cái là thôi đừng nói tới tổ quốc rồi. Đừng nói tới tổ quốc. You sure you got a good hand, JD? Ngứa đâu. You got a good hand to itch your head eye with. Mommy. Itchy sao? Ngứa vậy à? Ngứa nha. À, rồi bây giờ mày mở tivi lên coi nằm nghỉ ngơi nghe chưa? Dạ mẹ. Đừng có đòi hỏi gì nghe chưa? Rồi chút mày đem đồ ăn vô mày đút cho con ăn nghe chưa? Không. Ủa nó đau còn ăn là ăn bằng cái miệng đâu có đau đâu. Đúng không? Mommy, my fingers hurt. I can't eat my finger. Ủa mẹ đút con ăn. Cái tay con đau thì mẹ đút con ăn. Nó nói mẹ cái tay con đau con không thể nào cầm đồ ăn con ăn được. Sao sự dễ sợ. Mom, can you turn the TV? Mà mở lên nha, mà nằm dưỡng sức nha. Không mà mến đi, không mà mến đi, không mà miếng. Cô nói con cảm ơn mẹ. Đã lo cho con. Con yêu mẹ. Đúng rồi. Rồi, để mở TV ra. Daddy, turn on the TV, please.